Sao thấy quá mỹ mãn luôn. Nhiều bác cứ bảo cái cây này cây xanh thì chỉ tiền trăm, nếu cây xanh Nam Điền thì đấy, bây giờ nó sốt xanh là như vậy đấy các bác. Chào các bác, cô chú, anh chị. Hôm nay mới ăn được con đề này. Ăn con đề. Các bác thôi cứ gọi nó là đề trắng đi. Đề trắng nhưng mà búp đỏ. Tức là nó có một cái giống này, nó giống cái cây lâm vồ ở trong miền Nam ấy các bác. Thì nó cũng là họ là bồ đề, cũng gọi là cây đề được, nó cũng có đuôi. Cái loại lâm vồ nó không có đuôi, nó yên như này. Thì đây, da nó trắng trắng như này. Cái giống này rất nhiều, lá đẹp. Và búp lại có lúc màu đỏ. Đấy, màu đỏ, ví dụ như đây. Màu đỏ. Đấy, thế còn cái bồ đề mà chính thống, chính tông á, là cái bồ đề đỏ ta và cái lá nó dài, cái đuôi nó rất là dài, trái tim, thân tím đỏ. Đấy, lộc cũng rất là đỏ. Thì thôi, tạm không bàn về dòng dõi, nhưng mà đây, hôm nay một cây đề rất là đẹp. Một cây hoàn thiện đến 80% hơn rồi. Thậm chí là không muốn nói 90%. Chờ răm nó dày thôi. Cây thì đang theo thiên hướng trực hoành. Có đóng thêm một cái tử đây. Thì tôi có lẽ là tôi vẫn thích, sau này sẽ bỏ cái này đi, tháo cái này, làm cây hoàn toàn là trực hoành. Hoàn toàn trực hoành. Cây cao khoảng độ 38 phân và dài, độ dài tán là 60. 60 các bác nhá. Mặt này chắc cũng phải cỡ đâu đó 30 các bác nhỉ, hơn 30. Đấy, 35. Nếu từ đây đến đây chắc cũng 35. Đấy, rất sum suê. Thì lá đang rất là đẹp, thì cũng rất muốn là cắt ra khoe các bác. Lá đang đẹp thì để suy nghĩ, vừa làm vừa tính. Nếu mà có thể cắt được khoe các bác dăm thì cắt luôn các bác nhá. Thì sau nó lại đá, nó lại đỏ như này, thích càng thích. Đấy, bây giờ nó tùm quá, hơi khó xem. Mà lúc mua thì không mua được chậu, giả cái chậu cho đỡ tiền. Đấy, thì cho vào cái khay này nó lại đẹp hơn nữa. Cái khay thì sau thì có tiền thì mua cái khay, cái tàu mỏng như này và có chân thì nó sẽ nổi hơn, có thể làm tiểu cảnh hoặc là ký đá cây đề thì cũng rất là đẹp. Tôi đang có ý tưởng ký đá cây này các bác nhé, ký đá tương trợ thôi chứ không phải nặng nghề gì. Đây, muốn để một cái viên đá để cho những cái rễ vách làng của cái tây hoành này nó buông xuống, nó ôm xuống, buông xuống cái mặt con đá. Và có một viên đá phi ra đây, ở dưới này là nước. Đấy, sơn thủy như vậy. Thì cũng phải là mang ra thợ đá thôi các bác, chứ mình không có đồ đá, cũng không đồ, cũng không, nên nhiều khi làm nên nó bị lem nhem, nó không hay. Thôi cứ để cho thợ đá họ làm, còn mình thì làm một cây. Cơ bản thì sẽ, tôi đang định nhét cái viên đá này vào đấy, nhưng mà không có đồ máy cắt mấy kiếp. Lùa vào đây là cũng thấy hợp đấy. Tất nhiên viên đá này nó không đẹp, nhưng mà nó cũng khá hợp. Thì tí nữa bới, đằng nào cũng phải bới bệ nó mỏng đi, thì thử lùa xem sao. Nếu lùa được vào thì để đấy. Không thì sau làm cho đàng hoàng. Còn cơ bản những cây trồng và tỉa này, tỉa form để các bác xem các bác nhé. Ok, dựng máy vào làm thôi. Đẹp.
Thấy ngon không? Quá ngon luôn. Cái khay nó rất hợp.
mỗi tội là nó xấu xấu về về gia công thôi các bạn, chứ cái hình dáng với cái kích thước của nó cứ như là sinh ra là dành cho cái cây này. Đấy thì tôi chèn viên đá xấu xấu vừa nãy vào đây rồi. Tất nhiên sau muốn kỹ phải làm lại cái đá các bác nhé. Đấy thì sau nó ôm thì rỡ ra sau, cơ bản là nó như một cái đảo đây. Sau rồi có thể là thả nước hoặc đắp rêu cũng được, thả nước cũng hay vì cái cây này là cây kín mà. Đấy bệ biếc rất gọn đây, tầng đá đây, tầng đá đây. Đấy, rễ phi xuống đây, tôi cắt bỏ cái rễ này rất to này, chèn hòn đá vào đây. Đấy, sau nó chảy bệ chảy rễ ra đây. Đấy, vừa nãy cái khẩu này tôi cắt, các bác nhìn thấy đúng không, mặt nào cũng đẹp hết. Sau cắt phần này đi chơi trực hoành cũng rất đẹp các bác tưởng tượng nhé. Đây nhìn này, như này cho dễ này các bác nhìn, hơi khó hình dung đúng không. Đấy thì nó là một cây, hoàn toàn là một cây trực hoành, hoàn toàn là một cây trực hoành. Đấy tôi vừa mới chỉnh sửa trồng lại và chèn một chút đá, thêm tỉa, thêm một số chỗ điểm để cho nó gọn gàng. Lần này xin phép lá nó đẹp quá nên không vật lá quá nhé, để hẹn các bác lần sau. Rằm cũng khá là dày rồi. Đấy cái giống này tôi qua tôi lần đầu tôi làm cái giống này các bạn, thì lá nó rất là đẹp, sau lá nó chỉ nhỏ như này thôi. Đấy trái tim mà có màu rất là đẹp thì dần dần nó dễ càng nhỏ lại thôi. Lá trái tim ôm đá, ổn định đất, rêu lên, thả nước đẹp, cây trực hoành đẹp. Đấy, cây trực hoành đẹp. Sau tôi sẽ có thể sẽ tháo một cái phần đằng sau kia ra, cây rất sạch sẽ hoàn thiện, form dáng rất là ok. Một vài cái dây vừa mới vào thì tôi gỡ đi rồi. Đây. Gỡ đi rồi. Đây. Dây để cô cái bóng ấy mà ngày bác chủ cũ bác đi vào dây một số chỗ thì tôi gỡ ra, nó cũng ăn rất là nhanh. Đấy, một cây rất sạch sẽ, rất đẹp. Các bạn thấy không? Quá mỹ mãn luôn. Nhiều bác cứ bảo cái cây này cây xanh thì chỉ tiền trăm nếu cây xanh Nam Điền. Thì đấy, bây giờ nó sốt xanh là như vậy đấy các bác. Để nó ý nói câu nói là bây giờ nó sốt xanh. Thực tế mà để mà nói mà người chơi các bác nhá. Người chơi thì các bác có thích cái dòng này hay không ấy mới là điều quan trọng. Còn dáng nó rất là đẹp. Mỗi dòng nó cũng có thế mạnh và cũng không nên ghét bỏ cái dòng nào cả. Đấy. Còn thương mại được thì các bác cứ vào sành si rất, cũng là rất chính xác đúng thôi. Những cái đồ này cũng nên sở hữu không anh ạ. Nó đẹp mà. Rất là đẹp. Đấy các bác nhìn. Quá phê, tôi quay từ trên xuống các bác xem. Quá đầy đặn luôn. Đấy búp búp đỏ này. Búp đỏ. Đấy chưa, mưa không ướt gốc luôn. Có điều kiện mà làm cái tiểu cảnh thì đẹp quá. Cái dáng nó rất hợp với cái khay chữ nhật này. Đành hẹn ở một cái khay tàu. Có thể là ngay ngày mai hoặc là cũng sẽ rất lâu nữa, nhưng mà tạm thời hết tiền. Để khay này thôi. Mặt nào chơi cũng đẹp. Ok, cảm ơn các bác. Đẹp quá, nhưng mà khuya rồi. Chúc các bác ngủ ngon nhé. Ngày càng nhiều tác phẩm đẹp. Và đây là một tác phẩm đẹp.